Ok nha, hôm nay mình học về vòng lặp thôi. Lặp thì anh em cũng gặp nó mấy mấy lần trong những bài demo rồi đúng không? Chắc ở nhà cũng làm số bài về vòng lặp rồi đúng không? Thì vòng lặp ở trong Java Grid thì chủ yếu mình dùng là for, while và do while. Ba vòng lặp đúng không? Rồi mình sẽ rồi những từ khóa thì là lưu ý là có break và continue. Break thì mình gặp ở trong số ít cây rồi đúng không? Break thì có nghĩa là nó thoát thoát khỏi vòng lặp hoặc là thoát khỏi switch cây. Ok, thì mình xem là những cái vòng lặp thì được ứng dụng ở những cái lập trình web mình như nào nhé. Thì đây là một cách mà người ta ứng dụng vòng lặp này để đổi ra table này. Đấy, thì sau này mình làm giao diện thì có thể là mình sẽ phải dùng đến vòng lặp. Vòng lặp để mình xử lý nít này, xử lý dữ liệu ở database lên này, sau đó mình sẽ lấy dữ liệu lên mà mình đổi ra ngoài. Ví dụ như Facebook này, Facebook họ cũng dùng vòng lặp để mình họ đổ dữ liệu ra ngoài. Đây là một ví dụ về lập trình game. Lập trình game thì lặp đi lặp lại những cái bước đi của cái nhân vật đúng không? Là về upload file. File thì cũng sẽ lặp đi lặp lại những cái bước nào đó giống nhau. Ok, về cú pháp thì nó là ví dụ vòng lặp for. Với vòng for nhé. Rồi bây giờ phải lưu ý lại. Anh chính anh Huy xin nghỉ không nhỉ? Anh Huy học online. Huy online xin nghỉ luôn á. Xin nghỉ buổi hôm nay. Ừ. Đức Anh không lấy xin nghỉ. Đức Anh chưa thể. Xin nghỉ đi. Một là vòng lặp for này. Đây, giờ mình sẽ đến. Hôm nào cũng đi muộn rồi em. Rồi, vòng lặp for thì cú pháp của nó sẽ là for này và sau đó là một cặp ngoặc nhọn. Trong vòng nhọn có 3 khối được phân tách nhau bởi 3 bảy dấu chấm phẩy nhé, hai dấu chấm phẩy. Sau đó là cái phần thân sẽ đóng trong cặp ngoặc nhọn như này. Ở khối thứ nhất thì nó sẽ được thực thi một lần duy nhất, lần đầu tiên đúng không? Cái khối thứ hai là cái khối logic để kiểm tra khi nào thoát khỏi vòng lặp. Và khối thứ ba là cái khối mà action thực hiện. Mỗi khi một vòng lặp được thực thi ấy, thì là nó sẽ qua cái khối này. Đây là cái sơ đồ flowchart của vòng lặp. Đây khi mà for thì nó sẽ thoát khỏi vòng lặp đúng không? Còn true thì nó sẽ quay lại bước tiếp theo, nó lại quay lại kiểm tra. Cứ true thì nó sẽ thực hiện tiếp cái khối lệnh ở trong cái cặp vòng nhọn này. Rồi. Và lý thuyết thì chắc là anh em cũng hiểu về vòng lặp rồi. Thế anh có thể là để mua lại cái phần debug cho cái vòng lặp nhé. Ok, đầu tiên là vòng lặp for đó, anh in ra một cái triệu sinh đây. À, với cái document write này anh lưu ý là cái khi mà nó in ra những cái thẻ table ấy, ở bên trong ấy thì nó sẽ là in ra theo kiểu HTML nhé, chứ không phải là in ra chuỗi. Sắp lại màu trắng dưng nó đổi màu. For này, for less y bằng 0 hả? Y nhỏ hơn 5 y cộng cộng.
Tất nhiên là có cả vòng for thiếu nhá, không có thành phần, nhưng mà mình hạn chế viết cái kiểu for thiếu như vậy, nó rất là dễ bị nhầm lẫn. Nên tốt nhất là mình với for mình cố gắng viết đầy đủ ba thành phần như này. Rồi ví dụ anh con slope, thường anh sẽ con slope có một cái chuỗi string y đằng trước này để mình biết là y đang bằng bao nhiêu. Thì thường Facebook thì mình nên đặt như này thì biết là vòng for nó chạy như nào, sau đó chuyển value y đằng sau. Thì ở đây mình đúc một line luôn đi, không có slope nữa. Đúc một line y bằng này, thì ở đây mình sẽ là cộng y, cộng xuống dòng nó nhé. Rồi nó sẽ y ra là từng từ một thôi, y bằng 0, y bằng 1, y bằng 2, y bằng 3, y bằng 4 đúng không? Hoặc là mình đặt debug, đặt debug thì vẫn có đặt debugger ở đây đúng không? Debugger 12 này, nó lại trang lần nữa này. Rồi nó sẽ vào debug cho vòng lặp mình đúng không? Đầu tiên là y gắn giá trị undefined này, sau đó nó sẽ gắn giá trị y bằng 0 này. Còn nó chạy lần lượt đúng không? Y lên 1 này, in 2 này. Rồi đến y bằng 5 thì nó sai đúng không? Sai thì nó thoát khỏi vòng lặp đúng không? Nó sẽ check qua cái điều kiện y nhỏ 5 này. Ok, quay lại slide xem còn cái gì để lưu ý không. Rồi for thì không có gì đúng, nhưng mà có cái đoạn mà cần đi về for thì có những loại for khác thì mình cần lưu ý này. Về for in, for in này và for off. Còn một loại for nữa là for x, for x nha. Có ba loại for như này. Thì mình phải phân biệt được là sự khác nhau của ba loại for này, nó cùng dùng để duyệt nhưng mà sẽ có sự khác nhau. Thì mình phải xem được cái sự khác nhau giữa ba cái loại for này như nào. Thì đúng ra mình chưa, nó khác nhau chủ yếu là về cái khi mà nó duyệt cái mảng, nhưng mà mình chưa học phần mảng, nhưng mà vậy sau là mình học về mảng rồi, nên anh có gọi là coi như mình viết trước về mảng đi. Thì bây giờ ví dụ nhà anh khai báo, bây giờ đầu tiên là về for in trước nhá. Document write về for in trước này. Bây giờ anh khai báo một cái mảng như này, test array bằng mảng bằng một chiều thôi. Trong này có các phần tử như là như này, a này, b, c. Đấy, đây là một cái mảng nhé, mảng nó cũng phát khai báo này. Sau này anh em sẽ học về mảng sau, thì chủ yếu là anh sẽ demo xem là nó khác nhau về cái vòng for in for off như nào thôi. Ok, thì với for in này thì nó là cú pháp là for này, trong này sẽ là let này. For in thì nó sẽ lấy index hay value, nó sẽ lấy index, thì sẽ, anh sẽ là let index đi. Index này là khai báo in này, add. Đấy, nó muốn duyệt cái mảng kia thì nó phải là for in này, net khai báo biến này, in này, add này là cái add cái mảng này này. Rồi bây giờ anh lốc ra nhé, lốc ra anh lốc mình write đi, lốc mình chấm write của index và cộng với cả chuyển value vào đây index, rồi anh cộng br nữa đi. Rồi anh xem là cái thằng for in này nó lấy cái gì nhá.
bác ấy. Rồi, thì for in là nó lấy ra index của mảng 0, 1, 2. Đây, thì về cái mảng của mình nó có 3 phần tử, thì mỗi một cái phần tử này nó có một cái index, một cái giá trị là 0 này, 0 là A này, 1 là B này và C là 2. Được. Thì for in là nó duyệt, nó lấy ra index. Đấy, khi mà mình duyệt xong mình in ra cái thằng index này là nó lấy ra index này. Đấy là về for in á. Còn for off thì sao? document.write chú thích đây là for off nhé. For off. Rồi, for off. Bây giờ anh dùng for off, anh vẫn duyệt cái mảng kia. For next. Thì thằng for off nó ngược, nó khác với thằng for in là nó lấy value. Value of AR. Nha, document.write value bằng cộng với value. Bây giờ mình xem nhé, nó lấy cái gì nhá. Đây, for off thì nó lấy ra, nó lại in ra là A, B, C cơ. Đấy, thì anh em cũng lưu ý sự khác nhau giữa hai thằng này nhá. Một thằng là lấy ra index này. Đấy, khi mình cần duyệt lấy ra index thì mình sẽ dùng for in. Còn khi mình cần lấy value thì sẽ dùng for off. Sau này mình sẽ thao tác với mảng nhiều nhé. Đấy, thì lưu ý sự khác nhau này. Và ngoài ra nó còn for x nữa. For x thì sao? document.write for x. For x thì nó lấy được cả hai nhá. Lấy được cả hai nhưng mà cú pháp của nó sẽ phải là tùy thuộc vào cú pháp của mình. Ví dụ như là for for x nó duyệt nhà nhỉ. À for x nó không phải là vuốt viết nhai đâu. Nó sẽ là array.for x như này. Cú pháp của nó là cú pháp kiểu lambda cơ. Ví dụ như là trong này nó là cái value. Lấy ra index trước đi, value mũi tên này. Rồi, document write value bằng cộng với cả value. Bây giờ đấy, cú pháp nó khác này nhé, nó dùng cái array này, nó chấm for x này, xong nó muốn lấy ra value đúng không, thì nó value này, xong đó là mũi tên kiểu lambda này, gọi là kiểu lambda nhé, mũi tên, sau đó đến cặp ngọc nhọn, xong rồi enter xuống, mình sẽ muốn lấy cái gì ra thì mình sẽ như này. Anh thử xem nó lấy được không nhá. Bây giờ anh, đây là anh đang lấy value này, xem đúng lấy value không. Đây for x đây đúng không, nó vẫn lấy được value này. Yeah. ABC nó giống với thằng for trên đúng không, nó vẫn lấy được value ra đúng không. Rồi bây giờ anh thử lấy cả index nữa xem như thế nào. Array.forX-2 thì ví dụ ở đây anh ghi là value ở bên trong. Và anh ghi phải tiếp một cái index ở bên này nữa. Và anh cũng dùng mũi tên như này. Rồi, bây giờ anh thử document write. Thứ nhất là value. Value bằng value br như này. Rồi, một thằng là value, một thằng là index. Tiếp tục anh document write index cộng với cả index. Này. Rồi, anh xem nó có lấy được cả hai không nhá. Anh quay lại. Đấy,
Bây giờ nó lấy được đó không này? Này anh in này nó hơi dối. Comment cái thằng in trên này nhé. Rồi đầu tiên nó lấy value đúng không? A này, xong lại index này, xong lại value tiếp này, xong lại index này, value. Tức là nó lấy được cả hai đúng không? Đấy thì thằng thằng for x này nó lấy được cả hai giá trị luôn. Nếu mà mình cần trong bài toán mà mình cần lấy cả hai, tức là cần cả lấy cả index cả value thì mình sẽ dùng for x như này. Đấy thì sự khác nhau giữa ba thằng này nhá, thì mình lưu ý là trong trong for thì có ba loại for nữa là for in, for và for x. For in thì sẽ lấy ra index, nhớ là y thì tương đương y mình nhớ ra index đúng không? In y nó giống nhau đúng không? Nhớ thế nó dễ. Of thì lấy ra value, còn for x là nó lấy được cả hai, tùy theo cú pháp mình nhá. Pháp mình truyền cả value cả index thì mình lấy được cả hai. Rồi đấy là về vòng for nhá. Đấy, nhớ là có ba loại, còn hai vòng làm nữa là while và do while đúng không? Qua, nó qua trước đi. Qua. Nó qua này. Mình sẽ đi qua slide trước nhá. Đây, còn nó qua thì nó có cú pháp nó là từ khóa qua này, sau đó là đến cái khối kiểm tra này. Khối kiểm tra để trong ngọc tròn nhá. Kiểm tra điều kiện thoát khỏi vòng lặp thì để trong ngọc tròn. Sau đó là cái phần thân. Phần thân đặt trong cầm nhọn đúng không? Thì cứ khi mà cái điều kiện này nó true thì là cái phần thân này sẽ được thực thi. Còn ngoài đơn giản như vậy thôi. Rồi thì mình thử demo vòng nó ngoài nhé. Y thì đầu tiên là từ khóa y này, xong này ví dụ như là anh cho y nhỏ hơn 5 đi, rồi anh cải tạo cái biến y này trước đó, net y bằng 0 trước đi. Giờ y tăng lên 1 đi, rồi đúc một y đúng không? Y bằng cộng 10 chuyển vào giá trị của y cộng với PL. Thì vòng lặp này nó sẽ tương đương với vòng lặp for của mình đúng không? Sẽ tương đương với vòng for của mình. Coi như mình chuyển đổi từ vòng for sang vòng while. Nó sẽ như này. Rồi mình thử xem có đúng không nhá. Đấy thì nó cũng in được ra ở đây là đến 5 rồi. Đến 5 thì đoạn này nó đoạn này sau khi mà nó kiểm tra nhỏ 5, đoạn sau đoạn này nó vẫn tăng lên đúng không? Thì nó vẫn là 5. Thì nếu mà đúng mình ở đây chỉ là nhỏ hơn 4 thôi. Nếu mà chuyển là tương đương với vòng là for này thì chỉ là nhỏ hơn 4 thôi. Đấy, 1 2 3 4 đúng không? Còn cái này là không. Nếu mà chuyển đổi đúng ấy thì nó phải là đoạn này là 1 này. Đúng này. 1 này. Nhỏ hơn bằng 4 này. Thì hai thằng nó mới giống nhau này. Đấy mà tương đương mình mới chuyển sang nhau. Đây, 1 2 4 đúng không? Thì hai vòng lặp này nó mới là tương đương nhau đúng không? For và while. Ok, thì còn một cái vòng lặp nữa là vòng lặp do while. À, về vòng lặp while thì mình lưu ý là có thể xảy ra một cái số trường hợp là vòng lặp vô hạn. Nếu mà mình biết cú pháp mà mình không để ý ấy, thì có thể xảy ra vòng lặp vô hạn. Vòng lặp vô tận như này thì rất dễ là xảy ra treo máy. Đấy, nếu mà xảy ra những trường hợp như này, mình biết while true xong rồi mình không thực hiện những cái thao tác mà thoát của vòng lặp đúng không? Không thực hiện để điều kiện để nó thoát thì nó sẽ là vòng lặp vô tận. Nó chạy mãi mãi luôn. Chạy đến chết đúng không?
thì sẽ xảy ra trường hợp là máy mình đã bị treo, lúc đấy không biết là lỗi tại sao đúng không, cái máy đưa không chạy được. Thì cẩn thận với vòng lặp quay nhé. Dubai cũng vậy, Dubai cũng có thể xảy ra trường hợp như vậy. Thì đây họ nói về là lựa chọn foil white đúng không? Đây là cách chuyển đổi như vừa nãy anh chuyển đổi sang foil white đúng không? Rồi để mình đi đến các lỗi thường gặp này. Với foil cũng thể xảy ra vòng lặp vô tận được. Ví dụ như mình đặt điều kiện như này, y bằng 0 mà y lại còn lớn hơn bằng 0 nữa, xong lại tăng y tiếp đúng không? Tăng y thì lúc nào nó lớn bằng 0 rồi đúng không? Lúc nào nó cũng đúng đúng không? Thì này cái vòng lặp này sẽ chạy vô tận nhé. Với vòng lặp while cũng vậy, while cũng vậy đúng không? Cái điều kiện này lúc nào nó cũng true đúng không? True mà lại tăng lên thì lúc nào cũng là true. Thì sẽ xảy ra vòng lặp vô tận nhé. Rồi, lỗi thường gặp số 2 này. Đây là mình muốn in 100 lần đúng không? Nhưng mà thực ra xuống đây nó lại tăng lên đúng không? Thì nó thành 101 lần. Bởi vì cái cao này lúc nào nó tăng lên sau sau khi thực hiện phép so sánh đúng không? Rồi, mình sẽ đi xuống vòng lặp Dubai nhé. Dubai thì nó khác với Y như thế nào? Dubai thì nó lúc nào nó cũng thực thi ít nhất là một lần, mặc dù điều kiện sai. Ví dụ nhé, thằng thằng Y thì là cứ sai là nó thoát luôn đúng không? Còn thằng Dubai nó khác, nó thực thi ít nhất là một lần ở cái phần thân của Du. Rồi, mình xem Dubai nó hoạt động như nào. Ok. Rồi đu quay thì là cú pháp nó sẽ là đu trước này, xong đến phần thân đúng không? Xong ở dưới này nó là quay. Sau điều kiện nữa đặt trong quay đúng không? Ví dụ anh nét một cái biến A ở đây. A bằng 0. Ở trong vòng đu anh cho A tăng lên 1 đúng không? A cộng cộng. Ở đây ví dụ anh cho nó A nhỏ hơn bằng 0 luôn. A nhỏ hơn bằng 0 đi. Cho anh thử document write ở đây nhé. Document write A trong do thì bằng bao nhiêu? A là như này. Rồi anh quay lại. Rồi thì do while đấy nó vẫn lấy được giá trị A một đúng không? Nó sẽ thực thi ít nhất là một lần ở thân của phần do đúng không? Mặc dù cái điều kiện while này là sai luôn rồi đúng không? Nhưng mà nó vẫn thực thi luôn này, vẫn thực thi được dòng này. Rồi ví dụ AB anh cho tăng lên thì nó chạy nha. Anh cho in cái BR xuống nhìn nó dễ hơn. In 6. Anh em có hiểu tại sao nó in ra 6 không? Bởi vì khi là A bằng 5 thì nó phải cộng phân nữa xong nó mới đến ngoài nó xét sau. Tại sao lại in ra 6? Đầu tiên là như nào? Đầu tiên là qua đu trước đúng không? Thì A tăng lên 1 đúng không? Là 1 đúng không? Một súng quay nó kiểm tra đúng không? 1 không nhỏ hơn 5 đúng không? Lại quay lên tiếp tăng lên 2 đúng không? Tăng dần cho đến khi là 5 đi. Đúng không? Đúng không? 5 thì vẫn bằng 5 đúng không? Thì quay lại kia tăng tiếp là 6 đúng không? Không gì cả. Thì bây giờ anh bỏ cái bằng đi nào. Xem. Thì nó bằng 5. Bằng 5 thôi đúng không? Bằng 5 thì nó thoát khỏi vòng lặp đúng không? Rồi đây đã về vòng lặp Dubai nhá. Dubai thì nó khác với Y, mình lưu ý là khác với Y là cái là nó thực thi ít nhất một lần ở vòng lặp
có hai cái để lưu ý này, thứ ba là vu vai. Thì sự khác nhau giữa hai thằng này rồi, ok. Sau đu vai thì là gì? Rồi đến câu lệnh break nhé, mình xem break nhé, break và continue. Thì anh em có biết dùng các từ khóa này chưa? Break thì là thoát thôi đúng không, còn continue là gì? Continue là gì nhung? Tiếp tục thì nghĩa là gì nhỉ? Tiếp tục vòng lặp á? À đâu? Nhưng mà mình sử dụng continue để làm gì? Tại sao lại đưa continue vào đấy? Ở nhà bây giờ anh thử nhá, thử chạy xem như nào nhá. Vẫn với đi vòng for trên đi, vẫn vòng for này nhá, anh if nhá, if này, y bằng bằng 3. Anh dùng từ khóa continue. Rồi, bây giờ anh quay lại. Đấy, nó có in là phần thứ ba đúng không? Không đúng không? Thì nghĩa là như nào? Nó sẽ bỏ qua đúng không? Bỏ qua cái chỗ đấy, bỏ qua cái phần tử đấy. Tức là khi mình dùng cái continue là nó sẽ bỏ qua cái vị trí đấy, vị trí lặp đấy. Mình không lấy ra giá trị đấy, để ví dụ như phần tử nào mình không cần in ra đúng không? Thì mình sẽ bỏ qua. Dùng từ khóa continue để bỏ qua. Đối với break thì sao? X y bằng bằng 4. Rồi anh cho tặng cái tăng này lên 6 đi. Break. Còn 1, 2 rồi. Thì còn 1, 2 rồi đúng không? 3 nó bỏ qua đúng không? Thì đến 4 thì nó break rồi. Đúng không? Đến 4 break rồi. Thì ở đây ở đây là dưới nó đúc right đúng không? Thì nó chỉ in được cái 1, 2 thôi. Rồi nếu anh đặt đúc right ở 4 thì sao? Anh đặt đúc right ở đây thì sao? Thì xem như nào? Thế anh đúc, nếu anh in đây sao? Thì anh em nghĩ là nó sẽ in được ra đi. Thì chạy ra ngoài xem nhé. Yên 4 thôi. Tại vì đây anh đúc một loại y mà, đúng không? Thì điều kiện y ở đây thì nó chỉ lấy được cái y này thôi, đúng không? Nếu còn anh cho lên trên này thì sao? Chào. Nên anh cho lên đây ra. Nó in ra 1, 2, 3, 4. Đúng không? Không. Là y này nó thực thi trước này, đúng không? Rồi. Rồi nếu mà anh đặt ở đây sao? Một hai bốn.
4 đúng không? 1, 2, 4. Đấy chưa? Thì nên nó vẫn y được 4 nhá, tại vì nó lấy y bằng 4 trước này, sau đó mới xuống đoạn lệnh x là y bằng 4 rồi mới break đúng không? Thì nó vẫn y được 4 4 đúng không? Còn cái 3 này cũng bỏ qua đúng không? Rồi, thì còn một cái nữa mình cần phân biệt này. Đây là break và continue đúng không? Còn cái nữa mình cần phân biệt giữa thằng break và return. Phân biệt giữa thằng break và return nhé. Mình biết để sử dụng nó ở ngữ cảnh nào. Break và return. Break return đúng không? Được. Thì theo anh em thì break và return khác nhau như này. Return dùng chưa? Return mình đã dùng bao giờ chưa? Chưa đúng không? Return thì sang phần hàm thì mình dùng cơ. Nhưng mà mình cũng đã sử dụng hàm rồi, đúng không? Đã biết đến function rồi. Thì function, trong function nó có một từ khóa là return. So sánh. Yeah, này đi. Return. Mình đặt tên hàm này nhá. Dễ nhìn. Rồi ví dụ anh trong này có một cái vòng lặp for next y bằng 0, y nhỏ hơn 5, y cộng cộng. Rồi bây giờ vòng lặp for nó chạy ở trong function. Ví dụ anh next biến a đầu tiên là bằng 0. Ở đây anh cho là a bằng y đi. Rồi, ở dưới này anh lại gắn lại cái A bằng 10. Như này. À, anh cho là biến tật cục đi. Anh khai báo ở trên. Anh khai báo ngoài function. Rồi, đầu tiên A bằng 0 này, sau đó A bằng Y này. Xong dưới này anh lại gắn lại A bằng 10 này. Thì anh đúc một loại A dưới này. Ra khỏi góc sườn anh mới đúc một loại nhé. A bằng cộng A vào đây. Rồi, bây giờ mình xem A như nào. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ dùng break nhé. Break thì như nào? Break luôn đi. Họ ít đi. If y bằng 4 thôi. Thì dùng từ khóa break. Rồi thì theo anh em đoạn này anh y bằng 4 anh break thì a bằng bao nhiêu? Cuối cùng kết quả a là bao nhiêu? A bao nhiêu? Sao lại bỏ qua 4 break mà? Cuối cùng A bằng bao nhiêu? À, phải gọi function đấy nhá, qua nhá. Phải cái này phải gọi function thì function mới chạy nhá. Phải gọi lại cái function này nó mới chạy. Đấy thì mới chạy qua function nhá. Thì sau khi gọi function anh em nghĩ là A bằng bao nhiêu? A bao nhiêu rồi? Thì như là đầu tiên là a bằng y, cứ mỗi y lần tăng lên là nó sẽ gắn a bằng y đúng không? Đúng không? Bằng bao nhiêu? Theo lòng bao nhiêu? 0, 13. Mỗi một lần y tăng lên thì nó phải gắn lại giá trị của a chứ a nó không thể lấy nhiều giá trị được.
nó chỉ lấy một giá trị thôi. Đúng không? Ờ, xem làm nhiều nhá, kết quả nhá. Sao lại bảo là chết à? Chết làm sao được nhỉ? Vô hạn rồi, không phải. Có thân này nhỉ, sai. Sai sao được nhỉ? Y nhỏ 5, y không cộng này. Xem lỗi gì nhỉ? Biến A không tồn tại, syntax A đang bị lỗi gì liên quan thằng A này? Không, ở đây anh A có liên quan thì đến Y đâu? Y vẫn được mà. À, cái nét A này anh phải khai báo trong function gì vậy? Anh để cho trong function. Không gọi là sang bên ngoài. A nó chung cái A mà không phải do A. Nếu mà như này thì lại không đúc một write được. Như này thì phải đúc một write trong này. Chuyển đơn tham số vào. Không, như này chắc là chạy được này. Đấy. A 10 đúng không? Thì anh đúc một write dưới này là đúng rồi đúng không? Đúc một write phía function này vẫn được gọi mà. Function này gọi thì nó vẫn thực thi cái lệnh in này. Thì anh in ở dưới này nhá. Thì A cuối cùng nó nhận bằng 10. Thì bây giờ anh dùng return nhá. Nếu mà y bằng 4 anh return thì A không có nhiều. Return thì còn y được nữa không? Ừ, nhưng mà lệnh y này còn thực thi được không? Xem nhé. Ấy, lệnh y này không thực thi được nhá. Quay đầu rồi nha. Return là nó thoát khỏi vòng lặp luôn. Đến đây phát là nó thoát khỏi vòng lặp luôn. À, thoát khỏi cái hàm này luôn. Tức là không chỉ thoát khỏi vòng lặp nhá, mà nó thoát khỏi hàm này luôn. Đấy, còn tập break thì nó chỉ thoát khỏi vòng lặp thôi. Và cái khối code ở dưới này nó vẫn thực thi tiếp. Đấy thì sau này bọn em làm thì sẽ có nhiều bài toán như vậy nhá. Bài toán mình cần là ví dụ đến đây điều kiện logic nào đấy thì mình cần thoát luôn và mình trả về một cái giá trị ở đấy ở đây luôn đúng không, thì mình thoát luôn, mình không chạy code ở dưới này nữa. Nhưng mà hoặc là điều kiện trên này nó sai thì mình vẫn cần cái điều kiện logic ở dưới này đúng không, thì mình lại dùng break. Sẽ có những bài toán khác nhau như vậy đúng không, trong này có thể là nhiều khối logic nữa, có thể là một cái if khác dùng break, một cái if khác dùng return đúng không. Đấy thì logic của mình nó sẽ phức tạp hơn. Sau này bài toán mình nó sẽ có những nhiều điều kiện nó kết hợp và phức tạp thì mình phải phân biệt được hai từ khóa này. Return là sẽ thoát khỏi, không chỉ thoát khỏi, nó là thoát khỏi gần như là thoát khỏi hàm, không chỉ thoát khỏi vòng lặp mà thoát khỏi hàm luôn, thì cái khối ở dưới này sẽ không thực thi nữa. Đấy, thì mình phân biệt giữa từ khóa, hai từ khóa là return và break nhá. Thì chủ yếu là return thì nó sẽ dùng trong hàm, ví dụ nó trả về một cái giá trị nào đấy, ví dụ anh ở đây return y luôn được không, return y. Và cuối cùng thì anh document write ạ. Thì document write y ở đây nhá. Em được không? Thì có được. Thì bây giờ anh thử document write cả cái hàm này. Thì được không? Biết ra ngoài nó hiện lên trong nhưng mà bây giờ anh document write cả cái hàm này có được không? Nhớ được không? Nếu mà 4 return y. Nó báo này chưa chắc là gì được một vài được không? Cái này nó là searching. Cần kiểu dữ liệu nhỉ? Function của thằng JavaScript thì nó không có kiểu dữ liệu. Y là dạng số ấy, cứ để anh ấy đi, xem nó có đúc một vài được không? Vẫn đúc một vài được 4 này. Yeah. Thì anh em có hiểu đoạn này không? Trong như vừa nãy là nó không hiện nhỉ? Sai. Phải nhét cái đúc một loại vào trong như vừa nãy là nó không hiện. Đúc một loại vào trong này á? Vâng. Mình quay xe thì nó hiện. Thì đoạn này nó đâu có thực thi được nữa đâu. Vâng. Thì đoạn trên này nó return là nó thoát khỏi luôn rồi gì nữa.
đúng không? Làm sao nó thực thi được? Ví dụ như anh được ở đây cơ, đó thì chắc là còn thực thi được. Đức cùng Rai Y ở đây thì còn thực thi được này. Như này. Đây, comment này, cái này nè. Đấy thì vẫn nó vẫn in là Y4 không? Thì trước khi return thì mình có thể cái khối ở trên, trên return thì mình có thể ghi được. Nhưng mà đến return là nó thoát khỏi lần đâu nữa. Đây ví dụ anh để lệnh ở dưới này. Để ngay dưới return đi. Comment ngay trên này. Thì nó còn thực thi được nữa không? Đấy, nó không thực thi được nữa rồi đúng không? Đến return là nó thoát khỏi rồi, thoát khỏi hàm rồi. Thì tất cả những cái khối lệnh ở bên dưới nó sẽ không thực thi nữa. Đấy, return thường là nó trả về một cái gì đấy cho cái hàm này, function. Thường return là nó sẽ trả về một cái giá trị đấy cho cái hàm này. Sau này mình sẽ return để mình viết trong function thôi. Thì mình phải phân biệt được là dùng return với break khi nào. Thầy ạ? Khai vào biến ở trong function nó cũng đổi màu ấy. Không em. Cái biến toàn cục ấy thì nó khác. Ví dụ như là biến này là biến có biến toàn cục này. Nhưng mà biến toàn cục vừa lấy anh khai báo ở ngoài thì anh gọi function thì nó sẽ không nhận. Tại vì nó không liên quan gì bọn dưới này. Anh thử dùng var nhé. Dùng var xem nó có chạy không. Nếu mà var ở đây. Var thì nó có chạy được. Dùng var xem nó chạy được không nhé. Dùng 3 vẫn đúc một loài đây nhá. Xem nó có chạy. Rồi, thử đúng 3 nhá. Và vẫn chết. Nhưng mà dùng 3 thay cho dùng 3 ở ngoài thì mình dùng 3 trong này thì sẽ như nào? Và ở đây thì anh in ở ngoài xem. Anh in ở ngoài như này. Xem nó có in được không nhá. Thấy vẫn in được này. Được chưa? Bây giờ anh thay vào nét nhé. Nét xem nó có in được không. Nét. Nét vẫn in bình thường. Tại đây mình gọi function rồi đúng không? Gọi function thì nó vẫn in thôi. Có đúng nhỉ? Hay là nó nhầm với cái A trên này rồi? Hình như nó nhầm với cái A trên sao ạ? Anh nét B đi. Cho B đúng hơn này. Cho nó khác với cái biến ở trên nhé. Bây giờ anh thử in ra B đi. Chết luôn rồi này. Dùng nét là không. Ngày này chết. Không có. Rồi anh thử thay ông 3 nhé. 3 B. Vẫn chết rồi đúng không? Không in được. Trong function này nó không in được. Rồi anh thử cho va vừa lấy ra ngoài đi. Đây đây đã xa in đúng không? Vẫn in được 4 này. Đây đang chú thích này sai. Đây là B nhé. Có lẽ nó bị trùng mấy cái biến A này thôi. Trùng mấy cái biến A này. Thì đặt biến toàn cục nó vẫn chạy được nhá. Đặt cái biến toàn cục vẫn chạy được này. Vẫn in ra B4 này. B4 đúng không? Tại đây đến đây if Y4 return này nó vẫn được lấy, vẫn so sánh được giá trị B4 đúng không? Thì có lẽ là led vào va thì đều vậy. Vẫn đi được không? Đấy, vẫn đi được không? Đây là biến toàn cục đúng không? Còn nếu mình đặt ở trong function thì nó sẽ không y được đúng không?
Thì kể cả trong version thì cả va hay led đều không in được đúng không? Thì mình muốn in được thì lại phải đưa cái document write này vào trong cơ thì mới in được đúng không? Hoặc là in ra cả function này thì mới in được. Còn nếu để biến tận cục thì nó vẫn nhận nhá. Đây là biến tận cục này, biến ở ngoài function nó là biến tận cục, biến ở toàn bộ cái Java script này. Thì đấy gọi là biến toàn cục. Còn nếu mà đặt trong này thì nó thành biến cục bộ rồi. Đặt trong này nó thành biến cục bộ. Thì nó chỉ nhận ở trong function này thôi. Khác nhau giữa biến toàn cục và biến cục bộ nhá. Thêm một khái niệm nhá. Biến toàn cục là nó nhận ở toàn bộ Java script, còn nếu mà đặt ở trong một cái khối này, khối function nào đấy thì nó chỉ là biến cục bộ thôi, nó chỉ nhận ở trong cái khối này thôi. Và ra ngoài nó sẽ không nhận giá trị. Nó không xác định được giá trị ở bên ngoài nhá. Thì mình muốn in cái biến đấy ở trong function thì mình phải đưa những cái lệnh in ở đấy ở trong này thôi. Còn mình dùng return, mình muốn lấy cái giá trị của hàm này thì mình phải return về cái giá trị ở đấy. Thì ví dụ muốn lấy lại cái giá trị của function này thì phải gọi cả lại cái function này và lấy lại cái giá trị theo cái cả cái hàm này cơ. Rồi ok, mình tiếp tục xuống nhá. Về cái vòng, còn một cái vòng lặp tiếp theo là vòng lặp lồng nhau. Tức là for đặt trong for nữa, có thể là nhiều vòng lặp for đặt trong for nữa cơ, đúng không? Nhưng mà mình không nên là phức tạp hóa vấn đề đây. Thì thường là chỉ dùng đến tối đa đến hai vòng lặp for là cùng thôi để giải quyết các vấn đề của mình thôi. Rồi mình sẽ xem là vòng lặp lồng nhau nó chạy như nào nhé. For lồng nhé. For lồng thì là for này. Less y bằng 0 này, y nhỏ hơn 5, y cộng cộng. Rồi, có một cái for nữa trong bên trong nữa, less y bằng 0 này, y nhỏ hơn 5, y cộng cộng này. Rồi thì for lồng nó sẽ chạy như nào? Long biết for lồng chạy như nào chưa? Có ai biết for lồng nó chạy nào? Hùng. Hai Hùng. Cái nào chạy trước? Cái trong chạy trước. Trong chạy trước như nào? Ngoài kiểm tra đúng như cái trong chạy. Chạy đầu tiên rồi nó chạy hết trong, lại chạy hai, lại chạy hết trong. Rồi bây giờ anh cứ đốc cùng loài ra nhá. Đốc cùng loài. Y bằng trước. Cộng y trước đúng không? Rồi anh sẽ document write tiếp thằng gì. Và xem nó chạy như nào nhá. Cho thằng y này dài dài nhìn nó dễ. Rồi ngắn thôi. Rồi, xem nó chạy nha. Chưa đi loát lại à? Không chạy. For let y bằng 0, được con y. Sao không chạy nhỉ? Nó có bị trùng biến ở trên không? Biến liên quan đâu, trong bar for thì nó không bị nào rồi. Hay này hết màn hình rồi. Vô lý. Nó còn không thèm hiện ra cái for lồng trên. Nó còn không hiện cái này. Hay là chết ở cái hàm này của anh rồi. À, khả năng do cái function này của anh này. Function này nó bị return gì đấy này. À đây, nó lỗi ở dòng này này. Dòng này nó đang bị lỗi mà. Đúng không? Nó sẽ không chạy ở dòng dưới đâu. Thấy chưa? In này nhìn hơi khó, cộng thêm cái bây giờ. Vừa nó chết ở cái dòng trên của anh ấy. Chết dòng trên là nó sẽ không chạy dòng dưới nữa. Cho nhiều cái bằng khóa nó thành dài quá. Không phải, vừa lấy anh đặt cái, có một cái dòng ở chết ở trên này này. Không phải bảo bây giờ chạy rồi nhưng mà
Hiểu rồi, vào sân chạy dài nhìn hơi rối. À không, phải đặt như thế. Tí nữa em sẽ hiểu tại sao anh lại đặt như thế. Đây, tại anh không in trong dòng nhìn nó khó thôi. À. Này phải dễ nhìn không? Thì bọn em sẽ dễ nhìn lại. Nó sẽ chạy một cây y bằng không đầu tiên này, sau nó sẽ chạy hết vòng lọc con di này, di chạy xong bắt đầu nó mới quay lại vòng lọc ngoài đến y bằng một này, đúng chưa? Xong nó lại chạy tiếp tục vòng lọc con, chạy tiếp hết, xong nó mới chạy tiếp đến vòng lọc ngoài. Vòng lọc ngoài bắt đầu nó chạy phát đầu tiên nhá, chạy phát đầu tiên xong bắt đầu đến vòng lọc con. Rồi con chạy hết xong bắt đầu mới đến vòng ngoài. Vòng ngoài nó chạy chỉ chạy một phân tử thôi. Chạy một phân tử thì nó lại chạy tiếp hết vòng con đã. Vòng con phải chạy lần lượt chạy hết nhá. Đấy thì đây là cách phô lồng nó hoạt động nhá. Đấy thì mình anh ghi như thế thì nó nhìn rõ đúng không? Đấy nó nhìn rõ không? Đấy cái hoạt động của phô lồng là như vậy nhá. Thì cái phô lồng này ứng dụng như nào? Ví dụ như là nó sẽ ứng dụng vào trong những bài toán mà em cần vẽ ra một cái table chẳng hạn, có số hàng, số cột, đúng không? Thì cái thằng đầu tiên sẽ là để vẽ ra số hàng đúng không? Thằng for nhất có thể vẽ số hàng và trong hàng có cột đúng không? Trong hàng có cột. Trước có ai có Đức Anh hỏi là anh demo luôn cái này đúng không? Nhưng mà đợt đấy là mình chưa học về vòng lặp. Thì bây giờ anh thử vẽ một cái table nào đấy theo cái này nhá. Theo cái vòng lọc for lồng này nhá. Bây giờ có 3 for lồng nhau rồi. Có, nhưng mà nó sẽ phức tạp ấy. Phức tạp hóa lên ấy. Bây giờ ví dụ anh cho phát for lửa trong này. For lửa trong cái thằng for này nhá. For less z bằng 0 z nhỏ hơn 5 z cộng cộng. Cùng loài z bằng cộng với z cộng với xuống dòng rồi thì cho cái này nó hơi dài hơn một xíu này dài hơn này. Rồi xem nó chạy như nào nhá. Đấy, thao nhìn thì nó sẽ là thằng nào vẫn như thế thôi, thằng kia chạy trước này, xong đến thằng Z này, thằng Z lại chạy một phát đúng không? Một phát thì đến thằng Z nó phải chạy hết, xong nó phải chạy Z nhá, không phải quay lại kia đâu, nó phải chạy hết thằng Z đã, đấy xong đến Z này, đấy nó phải lần lượt để hết Z đã, rồi mới quay lại Y, đúng không? Và lại y xong lại lặp lại như vậy đúng không? Lại lặp lại như vậy. Lại bắt đầu lại chạy từ Z. Đúng không? Xong lại đến Z này. Tức là logic như này thì rất là phức tạp, nhìn hoa hết mắt ngay đúng không? Nếu mà ai chúng có ba lồng không biết là đang xử lý cái gì đây. Không biết là đang xử lý logic gì. Mà logic này chương trình chạy thì thôi rồi, chắc là đơ là luôn. Mệt mỏi. Mà có cái logic nào đấy mà trách chiếc trong này nữa thì thôi. À, bây giờ mình sẽ thử vẽ nhé. Thử vẽ cái table nhé. Rồi, vào lòng. Bây giờ thử vẽ cái table nhé. Thì table nó sẽ xuất phát là gì? Xuất phát là bắt đầu tiên sẽ là thẻ table đó. Đây, table thì đầu tiên nó xuất phát là thẻ table đó. Thử nhé. Table viết tắt như này. Này, TR sao a t sao 3 tab. Rồi, nó sẽ xuất phát từ thẻ table này. Xong đến TR này. TR để vẽ hàng đúng không? Trong TR sẽ có TD đúng không? Đấy thì cái vòng lặp đầu tiên sẽ là vẽ TR này. Vòng lặp thứ hai sẽ là vẽ TD. Thì xuất phát phải là table trước. Thì bây giờ anh thử khai báo một cái biến nhá. Net vẽ table. Bằng. Thì đầu tiên nó sẽ phải là bằng table trước đã. Đúng chưa? Nó phải là table trước thì nó sẽ là cộng chuỗi thôi. Thì vòng lọc dùng là for thứ nhất này. For thứ nhất net y bằng 0 này.
y nhỏ hơn 5 đi. Y tổng cộng là vẽ ra 5 rau, 5 hàng. Nha. Thì đầu tiên cái vòng for đầu tiên là vẽ TR thì nó sẽ phải là cộng chuỗi này. Vẽ table cộng bằng thì phải là đến thẻ TR này, sau table sẽ là TR. TR này. Rồi, sau khi vẽ TR thì nó sẽ là đến TD đúng không? TD thì sẽ phải dùng vòng lặp thứ hai. For let g bằng 0 g nhỏ hơn, ví dụ là trong này có 6 cột đi. 6 cột g cộng cộng như này. Rồi. Thì nó sẽ là TD đúng không? Vẽ table cộng bằng, ví dụ như là trong này sẽ là TD. TD ví dụ như là có g ở trong này đi. Có phần cộng g không nhỉ? Cộng g. Cộng với cả cho cộng ngoài đi. Cộng g này. Cộng với đóng TD. Đóng TD. Thẻ đóng nhé, thẻ đóng TD. Như này, thử xem ngay được không? Rồi sau khi vẽ TD xong thì nó sẽ phải là đóng TR lại đúng không? Vẽ table cộng bằng. Thế này sẽ là thẻ đóng TR. Rồi sau khi đóng TR thì nó phải đóng table lại nữa đúng không? Thì đóng table nó sẽ là ngoài vòng hai vòng là for. Vẽ table cộng bằng. Đóng table đó. Đóng table. Nha. Rồi bây giờ mình sẽ document write cái thằng vẽ table này ra. Document write vẽ table ra. Rồi. Bây giờ bỏ cái này đi. Đó. Xem nó có vẽ được không nhá. Rồi đây, đấy nó vẽ rồi. Bây giờ anh thêm cái border vào để nhìn nó rõ hơn. Trên này mình vẫn có thể border trong này bình thường nhé. Vẫn border 1 đây nhé. Đấy, nó vẽ được rồi này. Đúng không? Anh cho table to to này nhé. Rõ nhìn nhé. Thì anh thêm một cái CSS. Vẫn CSS bình thường nhé. Mặc dù dùng document write nhé, nhưng vẫn CSS bình thường. Vẫn style ở đây. Table width 100%. Đấy. Thì nó vẫn mở to table ra đúng không? Thì nó sẽ có gì? 1 2 3 4 5 hàng đúng không? 1 2 3 4 5 6 cột đúng không? Thì phải là vòng lặp đầu tiên là sẽ vẽ hàng đúng không? Vòng lặp thứ nhất là sẽ vẽ hàng, có 5 hàng. Thì cứ mỗi lần qua vòng lặp for thứ nhất là nó sẽ vẽ TR này. Vẽ một cái TR này. Thì trong TR nó phải chạy hết vòng lặp con đúng không? Chạy hết 6 lần đúng không? Cứ mỗi TR là chạy 6 lần vòng lặp con đúng không? Vừa lấy anh demo chạy lồng rồi đúng không? Thì chạy 6 lần cái này thì là sẽ ra 6 cột này. Thì cứ mỗi TR là chạy 6 lần cái này là sẽ có 6 cột đúng không? Đấy, mỗi TR là sẽ có 6 cột này. Mỗi hàng này chạy 6 cột, sau đó là vòng lặp con chạy 6 cột đúng không? Nó sẽ chạy lần lượt đến 6 cột này. Xong lại cái TR tiếp theo chạy đúng không? Thì lại chạy 6 cột tiếp theo này. Chạy lần lượt đúng không? Nên nó sẽ vẽ table. Thì ví dụ như cái này vẽ bằng tay thì mình anh đặt con slope đấy nhá. Slope cái biến slope vẽ table ra luôn thì nó là gì? Document write nó vẽ trực tiếp ra được màn hình. Còn cái document write nó ra một cái chuỗi. À con slope ra một cái chuỗi. Đây con slope đây. Cái chuỗi này nếu mình viết tay nó sẽ như này. Ví dụ anh copy lại luôn cái chuỗi này nhá. Đây thì chính là việc mình cộng chuỗi được thành cái chuỗi này này. Cộng chuỗi được chuỗi này nó lém ra ngoài màn hình đúng không? Thì thay vì việc mình viết bằng là for thì mình có thể là viết trực tiếp ở trên này như thì nó sẽ thành như này. Ở dưới thẻ body. Đây. Format code lại. Đây. Thì nếu mình code bằng tay thì nó như này, gần này dòng code đúng không? Thì nút tắt này như thế là cái gì đấy? Cachula là format code thôi em. Format code của máy Mac của em nó khác. Nó là cái thím gì đấy? Đây là file.
vào cái file G vector này. Chỗ này mày. Đây đúng không? Reformat code đây của anh nó là Cacho AL. Còn của em xem nó đánh dấu phím tắt là gì thì em sẽ theo phím tắt của em. Nó sẽ khác Windows. À, nó format code lại thì nó thành một khối như vậy. Thì ví dụ như là anh comment lại cái đoạn này nữa, anh không vẽ bằng cái này thì vẫn tương đương với cả mình vẽ bằng table ở trên kia thôi. Bỏ F2. Đây. Đấy, nếu mình vẽ bằng tay nó như này đúng không? Đây là vẽ bằng tay đúng không? Thì cũng tương đương với việc là mình dùng doc cùng drive, sau đó mình cộng chuỗi đúng không? Thì sau này ví dụ như table to lên thì mình dùng for nó chỉ mấy dòng code này thôi đúng không? Vẽ hàng trăm bảng, hàng trăm cột chẳng hạn đúng không? Thì dùng for này nó phải là nhanh hơn đúng không? Ngắn gọn hơn đúng không? Nhưng mà mình phải hiểu cách vẽ. Đấy thì nó vẫn vẽ được cái table tương đương nhau đúng không? Không khác gì nhau. Anh để cả hai table này, một cái dưới, một cái trên. Đấy, đúng không? Hai table này giống hệt nhau, khác gì nhau, đúng không? Và đây thì anh em có thể ứng dụng cái kho lồng này để làm những cái bài tập liên quan đến vẽ bảng biểu trương hay gì đấy. Rồi, còn cái gì nữa không? Thế rồi đúng không? Thì chốt lại là hôm nay mình học về vòng lặp for này, while, do while này, phân biệt các từ khóa break, continue này, sự khác nhau giữa break và return này. Rồi là sự khác nhau giữa while và do while này. Và phân biệt các vòng lặp for in, for off và for x này. Đấy. Nội dung là mình phải nắm được này. Rồi bây giờ còn thời gian thì mình làm quiz nhá. Nhưng mà anh em học lý thuyết đến đâu? Đến đây là có quiz rồi. Hôm nay còn nhiều thời gian đúng không? Không bị được làm chục cái quiz này. Cũng phải ôn lại đấy, có lúc phải ôn lại. Gần phỏng vấn là mình phải ôn lại quiz. Hết một module là phỏng vấn một lần. Từ hết module là phỏng vấn một lần. Phỏng vấn thì mình sẽ học cách phỏng vấn để sau làm đi phỏng vấn doanh nghiệp. Để học cách phỏng vấn như thế nào. Phong thái, cách giới thiệu bản thân. Giới thiệu làm sao hết các điểm mạnh của mình. Che hết đi điểm yếu. Còn học đây. Hay ngủ hết rồi. Hôm nay có ai? Có Chí ấy, có Tuấn này. Chí Tuấn đâu rồi anh em ơi? Có anh Chí mất rồi nhỉ? Không, sao không có tiếng nhỉ? Chí Tuấn còn đấy không anh em ơi? Chí còn đấy không? Không, không gì là tiếng của tivi bé quá. Ngon. Không có tiếng nào bảo sao? Chị ở đây nè, anh nghe nè. Nhắm mắt đây mà anh. Tuấn đâu? Anh chị lấy. Em không hiểu. Em đây. Ok. Anh tưởng đi ngủ rồi. Anh chỉ từ đây. Anh chỉ nói em không hiểu.
Quýt này được quá. Cấu trúc lặp một này. Buổi ngày mai thì chỉ chữa bài tập thôi đúng không? Buổi mai thì không có lý thuyết. 10 câu nữa không? 10 câu rồi. Hôm qua anh em làm quýt rồi đúng không? Ôi dạ, nay nghe chỉnh đờ lắm. Mạng em tưởng sửa mà nó vẫn sửa được mấy hôm rồi. Phải là phải thích nghi rồi đấy. Có phải là lại mạng trong dân từ Ờ, anh em vào nhá. 982900. Đờ vì do server của thằng quýt này yếu, không phải do mạng nhau. Quý ba rồi. Không em bắt thử cái mạng này của anh. Sao có khác? 13, 14 rồi. Còn Đức với ai đấy nhỉ? Còn với Đức rồi đúng không? Không đổi tên cả. Yes sir. Phó phỉ không anh? Không phải, Đức thì bắt đổi tên cái tên của chân bạn DZ này. Mình thấy rất là hình mặt con cái liền ấy, cũng không bị đổi chất đổi sang mặt cười, đổi sang bước chân thì bị cho tóc. Anh nghiên cứu đối thủ. Không kể giống anh nhưng mà giống anh để cho Becky thôi, tóc vừa lên tóc thôi. Vừa rồi nhỉ? Ba bao nhiêu? Ba rồi đó. 982900. 982900 ạ. 982900. 982900. Đó, cả nhà. Anh có cả thời gian để chữa quýt. Sẽ đứng anh quýt nào? Anh quýt lớn lắm. Thank you.
đến cuối cùng đúng không? Cuối cùng sau những con nào ra thì cuối cùng khoai cái ra thì anh vẫn đang giữ tốt, gọi là từ dưới lên gọi là lật máy, tốt lật máy. Hôm nay được hai câu. Thằng ghét. Rồi mình xem question. Cái 10 câu trả lời đúng, 5 sai. JavaScript hỗ trợ những lệnh nào để thực hiện vòng lặp?
Nhưng for in thì nó không không phải chính thức là hỗ trợ vòng lọc của JavaScript đâu, nó là trong trong cái loại của for thôi. Thì ở đây for in không được tính vào đâu nhá, chỉ có while do while for. Thế sao trong bảng lý thuyết nó không ghi hẳn? Có ghi mà. Đây là gọi là JavaScript hỗ trợ những lệnh nào mà của JavaScript thì nó chỉ là có while do while của for. Xem slide. Còn for in for out for x nó là một kiểu của for. Lệnh for nào hiện 5 lần. Cái này câu này dễ quá, có 3 người vẫn trả lời sai nha. Ba người trả lời sai, không xem được ai trả lời sai đây luôn. Xem được phạt luôn. Câu này dễ quá đúng không? Cái câu cao là gì? Đâu? Đấy câu bài. Câu này á, xác định giá trị biến cao sau khi thực hiện đoạn mã sau. Thì nhá, đầu tiên là y này là nó sẽ lấy cái cộng cộng để nó so sánh, nhưng mà quan trọng là cái đoạn dưới đoạn thân này nó vẫn tăng đúng không? Vâng. Đó. Thì đầu tiên là bằng 0 này, xuống xuống cái kiểm tra này nó đã tăng rồi. 1 cộng 0 rồi này. Đâu nó phải so xong rồi nó mới cộng. So xong mới cộng đúng không? So xong mới cộng, so mới cộng lên đây. Thì so xong thì là nó đúng, nó đã so là tăng lên một lần rồi đúng không? Vâng, xuống nó cộng hơn nữa. Xuống nó cộng hơn nữa là 2 đúng không? Đúng không? 2 lên lại so tiếp đúng không? 3 4 5 9. Thì nhá. Thì cuối cùng là nhá. Sao em cứ tính là 11 ấy? Không, nó lên đến 9 rồi, nó phát rồi đúng không em? 9 9 nhỏ 10 mà. 9 nhỏ 10 nó thuận, nó phải cộng lên thành 10 chứ em. Không. Cộng thêm 10 xong rồi cộng. Cậu về anh. Chạy luôn cái vòng lặp đấy cho đỡ cãi nhau nhá. Cho nó như nào nhá. Cái này đi. Cái này chiều nó nhiều rồi. Còn cái buổi sáng lên luôn chiều. Rồi còn nó quay đây như nào, nét cao hơn không này, quay copy được, copy rồi. Rồi anh cut slope cao nhá. Rồi bây giờ anh lốc cả cái cao ở trong vòng trong cái này ra nhé, cho nó chạy nhé. Trong vòng nó cộng lên thêm là thành 11. Cao trong quay. Đáp án này sai à? Sai mày. Mỗi người cộng một điểm. Ủa thế sao mà hai người đứng đầu trừ một điểm? Để làm lại. Ok, tôi anh làm sai nhá. Anh phạt anh nhá. Hít đẩy hít đất 20 cái. 2 4 6 8 10 đúng không? Trông chối một cái là rồi. Ok. Còn câu này sao? Câu này có 6 correct. Tại sao là 12? Cộng lên nghe luôn, cái này nó đu là nó cộng trước. Đu là cộng trước đúng không? Có phải mà đu trước đúng không? Vâng. Thì nó tăng lên 1 rồi đúng không? Vâng, lên 1 xuống lại tăng lên tiếp. Xuống y thì nó đúng thì nó tăng lên 1 phát nữa đúng không? Là 2 đúng không? Quay trở lại đu thì nó là mấy rồi? Là 3 rồi đúng không? Thì tiếp tục xuống thì nó cứ quay trở lại đu thì nó phải tăng lên số lẻ đúng không? Là 35 đúng không? 35 79 đúng không? 11 đúng không? 11 xong nó xuống đây. Nó giống thằng ngoài rồi đấy, nhưng mà cái này nó có đu ở trước thì nó thêm một. Không, không phải. Nó là 11 thì nó xuống đây thì sao? 11 xuống đây thì là nó thoát đúng không? Thoát rồi nó vẫn cộng. Thoát nhưng nó vẫn phải tăng lên xong mới thoát. Đúng không? Tăng lên xong mới thoát thì nó là 12. Đúng không? Đấy chưa?
Sau khi so sánh là nó phải tăng lên xong mới thoát nữa. Thì nó thực hiện so sánh trước xong mới tăng mà. So sánh nó ra sai nhưng nó sau đó vẫn tăng lên. Thì nó thành 12. Tăng lên xong nó mới thoát. Thử luôn đi. Thử luôn nhá. Xem nó chạy nhà nhá. Cứ thử luôn cho nó có bằng chứng. Rồi, thì đầu tiên là mình sẽ lốc cái thằng trong đu ra nhá. Trong đu cho nó nhà. Lốc ca trong đu. Rồi, xong về lốc kết quả nhá. Lốc cao ngoài. Rồi. Đấy, đúng chưa? Cao trong đu lên tận 11 rồi. Đúng không? Cao trong đu lên tận 11 rồi. Đúng không? Cao trong đu lên tận 11 cơ. Tức là đến đến 10 nó vẫn quay ở đây à? Đúng không? À, đến 9 chứ. Đến 9 đúng không? Đến 9 quay ở đây thì nó lại tăng lên 10 đúng không? Tăng lên 10 xong nó phải quay lại đu tiếp lần nữa. Đúng không? Thì nó lên 11 đúng không? Lên 11, 11 xong lại số lên so sánh đúng không? Sai thì nó lại phải tăng lên lần nữa rồi mới thoát. Đúng rồi. Đấy, hay chạm hết đúng không? 12, kết quả đúng rồi, 12 cô đấy. Cho 5 phút đấy. Câu này mà, đấy là trắc nghiệm rồi ấy, đúng không? Nếu câu này mà... Cho 8 giây. Câu này mà thay số đi là căng bết đấy. À, câu đấy để điều chỉnh thời gian lại. Câu này thì mã thiện tương đương xong z cao không y cao. Câu này thì dễ rồi đúng không? Câu này cũng trai là sao ai đỏ ra. Nhưng mà câu này 4 người vẫn trả lời sai này. Đây câu duy nhất trả lời đúng hết. Ôi câu này trả lời đúng hết. Các vòng lặp kiểm tra điều kiện đỉnh của vòng lặp. Cái này là vòng lặp nào, vòng lặp nào em? Y for đúng không? Đỉnh của vòng lặp mà. Cuối cùng đúng không? Cái này chấm phẩy đúng không? Đây tự dưng có ai? 3 người trả lời sai đoạn này này. Trong đoạn for bắt buộc phải dùng chấm phẩy nhá. Để phân tách ra 3 khối. Phẩy cũng không được đâu nhá. Phải dùng chấm phẩy. À, trong bản for thì có thể là khai báo nhiều biến được các nhiều biến thì mình dùng dấu phẩy nhưng mà ngăn tách giữa ba khối là chấm phẩy thì nó có thể là y và g cùng cho trên bản for được. Vòng lặp này kiểm tra điều kiện tại cuối cùng vòng lặp, nghĩa là đây cuối cùng thì là cái gì thật là quay không kiểm tra điều kiện tại cuối cùng mà phải đu quay chứ đúng không, câu này phải đu quay không cái này Dubai. Điều kiện tại cuối cùng của vòng lặp mà. Dubai nhá. Đầu ra của cái này dễ quá đúng không? Vẫn có 4 người trả lời sai. Y từ 0, y nhỏ hơn 10. Thì phải lấy từ 0 đúng không? Từ 0 cho đến 9 đúng không? Rồi hết rồi. Rồi, anh em xuống thực hành không? Bữa sau thì mình chỉ chưa bài tập thôi đúng không? Bữa sau không lý thuyết. Sau thì mình sẽ xem bài tập nó có thì chưa nhá. Cà phê thôi. Hôm nay Luân nghỉ nên là anh em cứ lỗi loạn. Anh chính thôi. Khác.